Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại công viên Lê Văn Tám nha mọi người. Và ở đây thì người ta đang tổ chức một cái lễ hội Tết Việt đó. Và chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay thôi. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2020 nha mọi người. Thì bây giờ để mình đi một vòng cái hội chợ này để mình quay lại những khung cảnh trong đây để cho mọi người xem, và mình sẽ cập nhật những cái thông tin trong đây cho mọi người biết. Thì mọi người cũng biết được là ở đâu có lễ hội thì tất nhiên là ở đó sẽ có những cái gian hàng ẩm thực cũng như là vui chơi giải trí để cho chúng ta có thể tham quan và ăn uống ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là công viên chúng ta rất là rộng lớn, và mình nhìn sơ thôi thì thấy rất là đông người đi. Lúc nãy mình mới vô giữ xe là đã phải xếp hàng chờ hết 5-10 phút thì mới vô gửi xe được. Và nhìn vào không gian ở bên trong hội chợ này thì chúng ta có thể thấy được là rất là nhiều cái gian hàng luôn. Nếu mà nhìn sơ qua thôi thì mình có thể thấy được là nó khoảng vài chục gian hàng nha mọi người. Và tất cả gian hàng này mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều loại ẩm thực cũng như là giải trí, rồi những cái đồ lưu niệm này nọ cho mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi mình quay cho mọi người xem nha. Ở đây chúng ta có một cái gian hàng này chắc là bán về bánh. Ở đây là bánh, tiệm bánh Ngọc Lan gì nè. Ở đông người đang vào xem để mình coi coi. Bán gì ta? Ồ, đây bán bánh Ngọc Lan à. Mà đông dữ ta. À, đây bán bánh mọi người. Để mình qua đây mình xem. Ở đây bán bánh nhưng mà có là người xem luôn nè các bạn. Đây là rất là bánh, để mình xem như là bánh bò à, sao mọi người. Mấy cái tên đi ăn bánh bò. Bánh bò Sóc Trăng phải không? Đúng rồi. Bánh bầu đây nè. Ở đây là cái gian hàng bánh bầu mọi người nha. Để mình đi tiếp tục bên kia. Đây để xem người ta mua coi cái bánh bầu như thế nào mọi người nha. Chữ con nha. Đây là bánh bầu. Ok mình. Đây. Bánh bầu mọi người nha, bánh bầu đó, nhìn rất là ngon đây nè. Có cả màu tím và màu vàng. Đây, nhìn cận cảnh cho mọi người xem. Đây thì rất là nhiều gian hàng, mình chắc là mình phải đi mỗi chân luôn mới đi hết được nha. Nước cốt dừa. Cái màu vàng đi chị. Cho một phần 10 cái này cái kia. Đây là gian hàng bán hạt điều mọi người nhé. Điều gan. Hạt điều gan chúng ta có giá là 25k 100g. Đây bạn hạt điều nha. Đây, hạt điều và bà chủ rất là dễ thương. Ở đây là chúng ta được ăn thử rồi sao ta. Ở bên đây là có bán lạp xưởng tươi, nhưng mà đây quà kem, cái quầy đó là quầy lạp xưởng, đây là quầy kem mọi người. Đây là quầy kem mọi người nha. Quầy kem rồi. Đây, chúng ta sẽ đi qua những cái quầy tiếp theo. Lạp xưởng này chúng ta sẽ có là giá là 30.000 trên 5 nguyên mọi người nha. 30.000 đồng 5 nguyên. Đây lạp xưởng đây. Kem thôi, kem thôi.
Ok, mình sẽ quay cận cảnh lạp xưởng xúc xích cho mọi người xem nè. Đây. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục đi những gian hàng tiếp theo để ta coi nha. Đây là thịt bò ốc. Bò ốc này đây là người ta được ăn thử hay sao đây? Mới biết của nó nãy này giống nhau hết. Okay. Wow, lúc nãy giờ là mình chỉ đi được mới có tầm 5-6 gian hàng thôi đó mọi người, mà nó đã đông đến như vậy rồi. Thật sự mà để mà đi hết tất cả các gian hàng ở trong ngôi chợ này thì chắc là phải đi mỗi chân đó mọi người. Đây là gian hàng bán các loại hạt điều, hạt cũng như là cà phê. Đây là cà phê rắc. Dạ. Thơ Dũng, thương hiệu là Thơ Dũng cô à. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Hạt điều và bánh, rất là nhiều loại bánh luôn, kẹo đậu phộng các bạn nha, là kẹo đậu phộng. Cách Buôn Ma Thuột 15 km. Dạ, đây. Cách Buôn Ma Thuột. Dạ, đây là cái cạc phô xích chúng ta bạn nha. Ok, con gửi lại cô. Dạ, rồi. Ok, chúng ta sẽ đi vòng vòng. Đây là chú mua văn nè. Ở đây là biệt chay bồ như này, cái gì ta? Công ty du lịch hả? Wow. Ở đây là cái phía cổng chính nè mọi người, đây là phía cổng chính nè. À, bánh bầu Sóc Trăng nè mọi người. Đó. Này là cái cốt dừa. Ngon vậy? Lạc. Lạc hả? Nó lạc lạc hả? Lạc có bắp nữa. Ừ? Có bắp nữa. Có bắp nữa hả? Ừ. Đây bà, nhìn thấy bắp nè. Và bây giờ chúng ta đi tiếp theo mọi người, đi xem những cái gian hàng tiếp theo. Mình nghĩ là những cái gian hàng, có những gian hàng người ta cũng mới bắt đầu bài trí thôi, chắc là ngày mai ngày mốt nó sẽ đầy đủ hết mọi người nha. Đây, ở đây thì có gian hàng này bán nước tương, nước mắm. Ở đây là các loại trà các bạn nha. Ở đây mình thấy là các loại trà. Trà gừng, ngũ cốc. Đây thì mình đi dài dài lên trên thì nó sẽ còn rất là nhiều cái điều hấp dẫn ở phía trước mọi người nha. Chúng ta sẽ từ từ nó đi, tại vì mình đi vô cái cổng sau đó cho nên nó chưa có gì bắt mắt cho mọi người xem. À, ở đây là bán mấy cái tinh dầu. Rồi, tinh dầu mọi người, cái này tinh dầu gì đó chị? Tinh dầu nguyên chất 100%. Dạ. Nhưng mà tinh dầu của mình là tinh dầu gừng hả? Không, chỉ có tới 12 loại tinh dầu. À, 12 loại tinh dầu lận phải không? Dạ, đây là cái catalog. Đây mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem những cái loại tinh dầu có ở đây. Đó. Tinh dầu xả nè, tinh dầu bạc hà, tinh dầu cam, tinh dầu xá xị, rất là nhiều loại tinh dầu luôn mọi người. Tinh dầu hoa bưởi nè, có chúng ta có thể đến mà xem. Mình đứng ở đây thôi mình đã ngửi được cái mùi thơm phân phất luôn mọi người. Người ta cũng đang thử nè. Đó. Anh show lên cho mọi người xem. Hàng này là đang hot. Dạ. Rất là thơm luôn. Vì cái này không cần dùng đèn để xông. Dạ. Cái này mình để bên ngoài là tự. Mình bỏ vô gỗ tự động nó bay mùi ra. Dạ dạ, là không cần phải xông gì. Không có cần dùng đèn để xông. Bình thường là mình bỏ vô cái bầu này phải không? Mình bỏ vô cái này. Cái gỗ. À. Bỏ vô này là tự động nó sẽ thơm ra ngoài. Đây cái nắp á chị, này là cái nắp hả? Rất là thơm mọi người, mình đứng ở gần cái gian hàng này mình rất là thơm luôn. Ừ, rất là thơm luôn.
này chả gì, tinh dầu. Dạ. Đó mọi người thì người ta đi ngang người ta nghe mùi thơm bắt đầu người ta cũng vô người ta xem. Đó. Này bé này nó thử mùi thì thơm nè. Cái này nó cũng giống như là cái loại mùi hương thơm mà để trong túi á, túi thơm á. Ừ. Rất là nhiều người ta coi nè. Thôi thì gian hàng thì rất là nhiều, chúng ta mỗi chỗ mình sẽ ghé một chút xíu thôi mọi người nha. Ở đây là bán để xem. Đây là chúng ta sẽ có bánh phồng cua, tôm khô, gạo và cá. Ok thì chúng ta sẽ đi xem sơ qua. Ở đây là người ta cho mình thử nè. Ở đây có món thử cho mọi người ăn luôn. Ok, ta sẽ đi tiếp theo. Nó đông đúc luôn mọi người ạ. Ở đây là bánh, quầy này quầy bánh hả? Mình nghĩ quầy này là quầy bánh. Bánh cái bánh gì ta? Để mình xem ở đây là cho mình thử bánh gì. Bánh cuốn. Ở đây là cái bánh để cho mình thử nè. Đây rất là nhiều người ta thử bánh. Ok, mình sẽ đi tiếp tục để mình xem những cái gì đó mới mẻ cho mọi người. Đây là trứng, gian hàng bán trứng. Ừ. Gian hàng bán đồ tươi. Ừ. Mình đi mới vô là mình đi sai hướng này, đi vô ngay cái khu vực bán đồ ăn trước tiên rồi. Ở ngoài kia là mình nghe tiếng nhạc, tiếng này nọ rất là vui mọi người nha. Chắc là có những cái chương trình giải trí nọ hay lắm. Nhưng mà tại vì mình đi vô ngay cổng sau nên mọi người chưa có bắt gặp được những cái gì đó hay hay nha. Ở trong đây có chiếu một cái màn hình nè các bạn. Ở trong đây người ta có một màn hình để chiếu luôn. Chiếu những cái khung cảnh như là Tết này nọ đó cho mọi người xem. Đây là gian hàng bán trái cây. Đó mọi người thấy là lúc nãy mình nói là ở trong đây nó sẽ có rất là nhiều cái gian hàng bao gồm ăn uống, vui chơi, giải trí và những cái quà lưu niệm cũng như là ẩm thực. Đây là gian hàng bán trái cây tươi. Đó là dâu đó mọi người. Dâu. Đây là các loại rau tươi, rau cải. Đây là bơ mọi người, đây là bơ. Còn đây là các loại đây là bông bí nè. Bông bí non, trái bí non. Ở đây thì bán các loại nụ hoa. Nụ hoa cũng như là trà nha mọi người. Các loại nụ hoa cũng như là trà. Ok, chúng ta sẽ đi những gian hàng tiếp theo. Mình xem những có cái gì. Đây, càng vô trong thì mọi người có thể thấy là càng đông đúc nha mọi người. Wow, rất là đông luôn. Rất là đông nha mọi người. Thật sự là mình cũng bất ngờ luôn. Tại vì lúc đầu đi vô giữa xe là mình thấy đã đông rồi. Mà không ngờ vào trong đây nó còn đông đến như vậy. Đây, ở đây là khu vực mà đông nhất đó các bạn. Ở đây có gian hàng chassis cà phê. Gian hàng cà phê. Co-op mắt các bạn nha. Co-op mắt. Ẩm thực trong đó là chắc là bán, các bạn thấy là bán các loại đùi gà xả ớt, đùi gà chiên nước mắm, cá sa pa, khổ qua dồn cá thác lát. Nói chung ở đây là cái quầy để bán thức ăn các bạn nha, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh. Đông trùng hạ thảo. Đây là món nhìn cho thử nè. Ok các anh chị. Đây là cái gì đây chị? Lương khô yến thảo à? Dạ dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị.
bánh mọi người à, rất là ngon. Ừ, có đâu, bình thường mà. Wow, đông quá đông. Ở trong đây cửa hàng thịt sạch, mọi người thử vô coi thử coi. Hôm nay có cửa hàng bán thịt sạch gì nè. Mình thử xem. Wow, thịt sạch nha mọi người. Cho ăn thử luôn nha. Ở đây người ta sẽ cho mình thử trực tiếp. Rồi mình sẽ đi xem. Đây là thịt kho trứng. Đây là cái hộp mẫu thôi mà nha, không phải hộp thật. Hộp mẫu nhưng mà người ta có bán một cái loại thịt kho trứng. Thịt kho trứng để hộp á em. Đúng hộp hả? Hay ha. Hộp này 2 túi. Được, trong hộp này 2 túi. Một hộp này khoảng nhiêu tiền em? Một hộp này 130 ngàn, ok. 2 túi được mấy trăm gram ta? Dạ 7 lạng á. Đây là 700 gram nè, ok. Dạ 7 lạng và 400 gram này. Ok, rồi cảm ơn em. Đó. Đây là gian hàng thịt sạch Meat Deli. Đây là những cái thịt người ta trưng bày trong đây nè mọi người. Các loại thịt cốt lết heo nè, chúng ta sẽ đi tham quan tiếp nha. Ở đây bán cái gì mà quá trời đông luôn mọi ơi. Xếp hàng lấy nước hả, miễn phí hả? Này các bạn lấy nước miễn phí cho ta nè, được đóng đóng mọc nè. Đây người ta xếp hàng để mà đóng dấu lấy nước mọi người, để xem người ta lấy nước gì đây, khát nước gì đây. Để xem người ta khát nước uống nha. Wow, xếp hàng từ bên đây vòng vòng bên kia luôn hả? Đây là phát nước miễn phí hay sao mà đông quá ta. Ở đây xếp hàng nữa nè, xếp hàng dài quá trời vậy. Mình phải nói là ngọt thở luôn mọi người ơi. Đây là của Heineken. Quý vị nhé, là cách thức cũng như là cách thức tham gia chương trình cũng như là thể lệ đang hết sát thế nào thì quý vị hãy liên hệ đến các bạn BG Bimai ở đây, các bạn sẽ hỗ trợ mình quý vị nhé. Đông quá đông rồi mọi người ạ. Và chỉ ít phút nữa thôi. Bên đây nó xếp hàng gì mà dài quá. Xếp hàng từ đây qua anh kia luôn kìa. Ở đây có chỗ để chụp hình nè mọi người. Tôi đã sáng tạo được nhiều kiểu tóc độc phá. Ở đây có chỗ để mình chụp hình. Nước mắm lọc còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Đây anh nghĩ là phát nước miễn phí đó nên mọi người quá trời luôn nè. Đây là đóng dấu mọi người nha, đóng dấu để nhận nước. Em bé này đóng dấu. Không quá. Đây người ta ngồi chơi này nọ rất là nhiều. Ở đây hai cái bong bóng này có ghi cái chữ là heo cao bồi. Tết thêm gọn gàng. Ở đây rất là gian hàng bán cái gì đó nhưng mà giờ này người ta không có bán. Đây là phía mặt tiền đường
đường Hai Bà Trưng đó mọi người. Đi qua đây coi, mọi người coi nè, ở đây người ta có những cái gian hàng xuân. Nãy là mình đi gian hàng về ăn uống, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái gian hàng trang trí, giải trí để mà chúng ta biết được, chúng ta chụp hình. Đây là cái cổng chính nè mọi người, cổng này, cổng bên đường Hai Bà Trưng nha. Đây, ở đây là cổng chính đường Hai Bà Trưng. Để mình đi ra ngoài mình coi phía dưới cổng chính coi nó như thế nào mọi người nha. Đó, rất là đông luôn mọi người thấy không? Wow, lúc nãy là mình đi ở cái cổng phụ đi vào, còn đây là cổng chính nè mọi người, người ta giữ xe kìa, người ta giữ xe ở ngoài đó, phải đứng xếp hàng để mà được vô gửi xe đó các bạn. Phía trước này đây nè các bạn, nhìn thấy là người ta giữ xe nè, có rất là nhiều bãi giữ xe luôn mà cũng không có đáp ứng nổi. Thì này bán những cái con cái tượng, mấy tượng này là bằng sáp, đồ chơi là bằng sáp, người dò bằng sáp. Đây đây là cái cổng chính rồi mọi người, đây lễ hội Tết Việt trên công viên Lê Văn Tám ở đường Hai Bà Trưng nha mọi người. Đi vào trong lại nha mọi người, đi vào trong để người ta tham quan những cái gì đó chúng ta chưa có thấy. Tài Thiên, Tôn Ngộ Không gì cũng có đây hết. Đó mọi người thấy là rộng lớn không, cái không gian của công viên Lê Văn Tám này rất là rộng lớn, nhưng mà hầu như là cái hội chợ này nó diễn ra ở khắp mọi nơi trong cái công viên này luôn. Mọi người nên đến càng sớm càng tốt nha, để chúng ta vui chơi giải trí. Giống như những anh chị em nào là công nhân chúng ta sắp về quê xóm á, thì chúng ta nên đến đây để mà chúng ta vui chơi, chụp hình rồi ăn uống này nọ giải trí trước khi chúng ta về quê mọi người. Đó, đây là một cái con đường hai bên là hoa để mọi người chụp hình lưu niệm. Bên trong đó là một cái sân khấu, mà sân khấu này sẽ diễn ra các lễ hội âm nhạc. Trên cái đoạn đường này thì chúng ta sẽ có những cái biển của nước mắm Nam Ngư. Chương trình Chết Đêm Giờ Vàng như sau, có nghĩa là mình chụp ảnh ngay tại lá dừa mà người ta có thể kết thành một cái bó hoa rất là đẹp. Ta có thành hình con cá, con chim này nọ rất nhiều. Đây nè, đây là hình cá chim, khoảng rất là đẹp. Ở bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực vẽ chữ lên bao lì xì, cũng như là những cái trống lắc trống cơm luôn rồi. Ông đồ cũng sẽ tô chữ thư pháp nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây chúng ta coi cải lương. Đây có một cái sân khấu cải lương nhà chòi, bài chòi Phú Yên. Đây chúng ta sẽ nghe cải lương bài chòi nha, không phải là cải lương mọi người nha, đó là bài chòi. Mấy em nhỏ nó được lên mấy cái chòi đó để mà gõ mo, có cốc cốc kìa. Đây có rất là nhiều người tham gia. Đây kiểu như chơi lô tô sao ta, kiểu giống gần như là chơi lô tô. Mọi người sẽ được phát cái này là cái thẻ. Đây bạn. À đúng rồi. Mọi người sẽ được phát một cái thẻ, khi mà mấy em này nó hát đến câu nào thì chúng ta sẽ trúng nha. Uống rượu.
bán bánh tét. Các bạn. Khu vực này thì chúng ta sẽ có bán hình như là bánh xèo mọi người nha. Đây là khu vực bán bánh xèo. Đó, mọi người thấy là người ta ngồi bàn ăn bánh xèo nha. Đây là những cái chòi. Đứa nhỏ ngồi trên đây chơi. Chúng ta sẽ đến đây xin chữ thư pháp mọi người nha. Rất là nhiều người đến để mà xin chữ thư pháp nè. Đây là có nhiều người đến xin chữ mọi người nha. Chúng ta có thể viết lên bao lì xì hoặc là viết lên những cái liễn hoặc là những cái chấm cơm rồi đó. Chanh thư pháp. Người ta xếp hàng để người ta chụp hình mọi người. Bày một cái bàn này ra để dành chụp hình thôi. Chủ yếu là để chụp hình mọi người nha. Đột nhập vào cái khu vực ăn uống nha mọi người. Lúc nãy giờ là đến những cái khu vực chụp hình giải trí này nọ thôi, buôn bán những cái thực phẩm này nọ. Còn bây giờ là chúng ta sẽ vào quầy ăn uống. Đây là khu vực bán đồ ăn các bạn nhé. Đây là bán bánh tráng nướng. Các bạn, khu vực bánh tráng nướng nha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều loại thức ăn khác. Bánh gạo, bánh tráng, bánh gạo Hàn Quốc, bánh trứng cút nướng, bánh tráng nướng phô mai. Bên kia là có bán me xoài này nọ đó các bạn ạ. Bán cốc ngâm, đây là cốc ngâm hả?
là mâm cốc ngâm. Em ơi anh ơi anh đó là bánh nóng mọi người nha, đây là bánh nóng rất là đông đúc luôn. Mua ăn ở đây thì chúng ta phải xếp hàng chờ rồi mọi người ạ. Đây là chúng ta phải xếp hàng để mà chờ mua đồ ăn đó mọi người. Thì rất là đông người cho nên chúng ta phải xếp hàng chờ. Cái hàng này bán dễ gì ta, để mình xem nha. Còn cái nào luôn? Còn đang rất là sôi các bạn nha, sôi ngọc ngọc luôn. Đi ngày này chúng ta bán bánh xúc xích. Kế bên đó là trà đào và tắc các bạn nha. Đây là bánh gạo. Cái này là một chén này là 20, thịt 20 đồng, đồng giá 20 hết. Rồi chúng ta sẽ đi ra. Quá chạch. Rất là chạch trội, không thể nào mà đi vào. Đây là trà đào hay bắt rất là nhiều loại thức uống. Đây là nó để trưng bày cho chúng ta thấy. Bên này người ta nướng đùi gà các bạn nha. Đây là gian hàng bán đồ nướng. Hỏi lấy cái hộp nguyên đấy, hỏi là đùi gà, cánh gà. Đây là gà nướng bí ớt anh. Gà nướng bí ớt nha mọi người. Gà nướng bí ớt. Có cả bạch tuộc nữa kìa. Mực. Đi vào những cái khu vực ăn uống khác nha, để xem những cái món gì đó mới lạ hơn. Đây là mực nướng. Đây có ốc bu hấp nè. Gian hàng này người ta bán đồ nướng nhiều. Có xúc xích, xúc xích thanh cua. Đúng rồi. Đây là nghêu. Quê bé ốc cá đỏ có rồi, mẹ lấy rồi nè. Gạo. Mẹ lấy rồi. Mực. Cái này còn bà ơi. Còn cái này thỏ. Nào có thỏ em ơi. Đây có mặt đưa cái bánh ra cho tao đi. Tự bỏ đây đi. Đây là gian hàng bán các loại trà sữa, trà sữa, trà đào. Ta sẽ qua bên đây xem đồ nướng rồi nghe. Quầy bán xuyên, xuyên nướng. Oh, này là ông Tây bán nha mọi người nha, ông Tây làm đầu bếp. Mình sẽ dẫn mọi người đi dạo thêm một vòng nữa.
Thì thật sự thì trong những cái gian hàng ở đây bán thì đa số thì thức ăn thức uống thì nó cũng gần giống nhau, đa số là cũng gần giống nhau mọi người nha. Như đa số là người ta sẽ bán đồ chiên, đó mọi người thấy là đa số là những cái món ăn này đều giống nhau, là đồ chiên này nọ đó, xúc xích rồi những cái xiên thịt cũng như là cái đùi gà chiên. Bên đây thì có bán bánh nè, ẩm thực Huế bạn nha, ẩm thực Huế Thuận An ở đây thì nó bán bánh. Đây là một cái không gian để mọi người có thể ăn uống nghỉ ngơi nè. Đây rất là đông đúc mọi người, người ta trải tấm bạt ra để người ta ngồi luôn. Ở đây có một cái khu vực để nướng nè. Rất là đông đúc mọi người nha. Đây là một cái khu không gian trống để mọi người có thể tập trung ăn uống. Để mình sẽ tiếp tục qua khu vực này để coi người ta bán gì bên đây nha mọi người. Thì lúc nãy giờ mình cũng đã quay rất là nhiều rồi, cho nên một xíu nữa mình sẽ tạm ngưng sớm nha mọi người. Ở đây chủ yếu mình quay để chia sẻ cho mọi người biết, để mọi người có thể đến đây để mà vui chơi giải trí trong một cái dịp Tết này. Đây là gian hàng bán đồ nướng, gồm có những cái cơm lam, bạch tuộc nướng, mực nướng. Rất là đông người mua thì chúng ta phải xếp hàng chờ đó mọi người. Cái khu vực ẩm thực ở cái hội chợ này nó cũng ít lắm các bạn à. Đa số thì nó là những cái gian hàng trưng bày cũng như là buôn bán những cái sản phẩm. Còn gian hàng về ẩm thực thì mình hiện tại mình thấy thì nó cũng ít thôi, không có nhiều, và đa số là nó trùng món ăn, trùng món ăn nha mọi người. Đó, và đây là hội chợ Tết Việt đang diễn ra tại công viên Lê Văn Tám trên đường Hai Bà Trưng. Mọi người có thể đến để mà tham gia nha. Đây ông Tây này, ông bán cái gì đây? Đây là một cái loại thức uống mới, bia tươi gì mà có hình con gà. Bia tươi này là Tết cho nên người ta để hình chữ con gà. Không, đó là tên, không? Cái tên của tên gà luôn hả? Dạ đúng rồi. Là bia này bia Việt hả em? Dạ, Việt Nam nấu với 100% bằng lúa mạch. À, Việt Nam, bia Việt Nam. Ok, ok. Đây mọi người mình sẽ thử nha. Đây. Wow. Cảm ơn. Ok, cảm ơn. Rất là đậm đà mọi người nha. Bia rất là đậm đà. Thương hiệu là con gà luôn rồi đó. Thương hiệu là thương hiệu con gà luôn đây rồi. Đây quay cái lon này mọi người xem. Everything năm mươi năm. Only 50. Phê luôn. Phê luôn, uống xong mà phê luôn mọi người nha. Mọi người sẽ thử một miếng. Ok, mình sẽ đi tiếp một vòng nữa để mình kết thúc cái chương trình hôm nay mọi người nha. Tại vì thời lượng quay phim thì nó có hạn, tại vì máy quay mình hiện tại nó cũng đã hết rồi. Và nói thật sự thì mình cũng đã đi hết được một vòng cái khu chợ này rồi. Tại vì nó là ẩm thực thì nó ít lắm. Ẩm thực thì mình đếm ra thì nó khoảng gì 1-20 gian hàng thôi chứ không có nhiều. Và đa số là món ăn nó trùng với nhau, nó không có khác lạ gì cả. Đa số là người ta tổ chức để cho những cái gian hàng bán quà lưu niệm như trưng bày sản phẩm này nọ nhiều hơn thôi. Với lại những cái chỗ để người ta chụp hình check in, hoặc là những cái cơ sở, những cái thương hiệu người ta tổ chức những cái event tặng quà này nọ đó.
Thì thôi hôm nay mình sẽ kết thúc cái video này ở đây, và mình chúc mọi người có một cái năm mới thật là vui vẻ nha. Và hy vọng là mọi người sẽ có dịp để chúng ta ra đây, chúng ta tham quan cũng như là trải nghiệm vui chơi giải trí, chụp hình check in. Quên tên mất tiêu, anh này anh đang sử dụng hết công lực để mà đâm ba khía, đâm gỏi. Cơm này nó cơm gì là khác màu bên kia? Cơm màu tím là màu nước cầm. À. Màu trắng là truyền thống. Dạ. Còn một màu cam đó là gốc hết. Màu cam chưa thấy, này là chỉ có mấy hai màu, màu kia chưa chín không? Hết rồi. À hết rồi không? Dạ. Cơm một phần đó là được cơm một lần. Ok, mình sẽ qua đây coi đây. Đó, hôm nay là tôm càng. Ăn với bún thái. À, đồ ăn có cả cơm nữa, cơm chiên. Ủa, con cua to quá trời luôn mọi người. Cua đây cua thiệt mà. Wow, cua to quá. Quầy này bán súp, bán cơm. Bên kia là con cá chiên kìa. Nha mọi người, chúng ta sẽ xem. Wow, rất là nhiều người mua bánh nè. Kế bên đây thì có bán đồ nướng. Bên đây là đồ nướng. Wow. Mực mà người ta xiên thành cây cây đó mọi người. Chả cá nướng, chả cá vùng biển, mực chiên nguyên con. Đây là mực chiên nguyên con mọi người, mực này mực chiên nguyên con. Đây rất là đẹp mọi người. Nướng phô mai. Một phần 60.000. Đây chính là cái gian hàng cuối cùng mình sẽ đi và mình xem. Là gian hàng cuối cùng thì ngoài như nha. Ở đây là có bán thịt nướng, cơm lam, bò lá lốp, mốc bình thái gì nè. Quầy này thì cũng bán những cái thức uống giống như những cái quầy khác thôi mọi người ạ.